Thưa quý vị, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 316 cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu được cấp giấy chứng nhận với tổng dung tích 17.000 mét khối. Trung bình mỗi ngày toàn tỉnh tiêu thụ khoảng 1.300 mét khối xăng dầu. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có 13 kho xăng dầu với tổng dung tích 703.575 mét khối. Trong đó có hai kho của doanh nghiệp đầu mối là PV Oil và Petrolimex. Để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, lưu thông sinh hoạt của người dân, doanh nghiệp, các cấp các ngành chức năng của tỉnh đã yêu cầu các doanh nghiệp phân phối tổng đại lý kinh doanh xăng dầu đảm bảo nguồn xăng dầu dự trữ, tăng nguồn cung xăng dầu từ 25-30% ra thị trường, công khai nguồn cung xăng dầu tới người dân và doanh nghiệp. Nếu các cửa hàng bán lẻ xăng dầu hoặc doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có dấu hiệu ngưng hoặc hạn chế bán hàng mà không có lý do chính đáng, sẽ bị xem xét đình chỉ hoặc tước giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh. Thực hiện yêu cầu của Bộ Công Thương, Ủy ban Dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa ban hành văn bản giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Cục Quản lý Thị trường tỉnh và các sở ngành liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu. Việc kiểm tra tập trung vào tình hình chấp hành pháp luật trong kinh doanh. Trường hợp phát hiện có sai phạm, xử lý nghiêm hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý theo quy định. Sở Công Thương cũng giám sát chặt chẽ việc bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ, bảo đảm việc kinh doanh không bị gián đoạn, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cam kết thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về kinh doanh xăng dầu.